Xin kính chào quý vị. Khi quan sát thông số kỹ thuật của các loại ô tô trên thế giới và Việt Nam thì chúng ta nhận thấy rằng có rất nhiều dòng xe có chung một thông số, đó chính là hệ thống treo trước độc lập kiểu MacPherson. Vậy thì hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson là gì? Có ưu và nhược điểm ra sao? Tại sao lại có cái chữ MacPherson? Thì trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết. Và đứng cạnh tôi bây giờ đang là một chiếc xe ô tô mà được lắp hệ thống treo trước độc lập kiểu MacPherson. Thì MacPherson được lấy tên của một kỹ sư người Mỹ có tên là Ernst MacPherson. Và Ernst MacPherson đã phát minh ra cái loại hệ thống treo này cách đây hơn 70 năm. Và để ghi nhớ công lao của ông thì người ta đã lấy luôn cái tên của ông để đặt cho cái hệ thống treo này. Và theo khảo sát của chúng tôi ở trên nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam, thì hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson được trang bị trên khoảng 80% số lượng xe đang lăn bánh trên đường. Vậy thì MacPherson có những ưu và nhược điểm gì? Trước khi đi vào tìm hiểu những ưu và nhược điểm của hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson, chúng ta cùng xem cấu tạo của nó ra sao. Thì hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson có cấu tạo rất đơn giản. Bên dưới gồm có một cái càng chữ A được bắt vào chassis của xe thông qua những cái gối đỡ bằng cao su. Ngay phía trên đó là một cái rô tuyên đứng và cụm wire được bắt trực tiếp vào hệ thống treo như thế này. Rất đơn giản phải không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là hệ thống treo kiểu MacPherson có những ưu và nhược điểm gì. Đầu tiên đó là ưu điểm. Thì ưu điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập, quý vị có thể quan sát thấy là hệ thống treo kiểu MacPherson chỉ có một cái càng A rất gọn nhẹ như thế này. Bên trên đó là một cái thanh rô tuyên đứng cũng rất bé, bé chỉ hơn một chiếc đũa. Chuyển sang bên kia đó là một cái hệ thống cân bằng, đây gọi là hệ thống cân bằng trước. Do kết cấu rất là gọn như thế này, chính vì vậy mà hệ thống treo kiểu MacPherson phù hợp với tất cả các loại xe, đặc biệt là các dòng xe cỡ nhỏ, khi mà cái khoang động cơ nó rất bé, rất nhỏ. Đặc biệt là các dòng xe hạng A, quý vị có thể thấy là xe rất ngắn, rất nhỏ mà lắp các hệ thống treo khác thì nó sẽ không phù hợp. Chính vì vậy mà hệ thống treo kiểu MacPherson sẽ giải quyết luôn được vấn đề, bởi vì là thiết kế của nó rất gọn, rất đơn giản. Ưu điểm thứ hai cũng xuất phát từ việc là có ít chi tiết. Do có ít chi tiết cho nên là hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson có trọng lượng rất nhẹ, góp phần làm giảm trọng lượng xe, cho nên mức tiêu hao nhiên liệu cũng được tối ưu hơn. Và ưu điểm thứ ba, do có ít chi tiết hơn, thế cho nên là trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thì hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson cũng tốn kém ít chi phí hơn. Ví dụ như là hệ thống treo độc lập kiểu thanh đoàn kép như trên các dòng xe thể thao hay là các dòng xe SUV thì khi mà hư hỏng thì chi phí thậm chí là gấp rưỡi đến gấp đôi so với việc là hệ thống treo trước, hệ thống treo kiểu MacPherson như thế này. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, đã có ưu thì sẽ có nhược. Vậy thì hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson có những nhược điểm gì? Thì đầu tiên quý vị có thể nhìn thấy đây là hai cái vị trí để bắt bu lông và hệ thống giảm xóc. Như vậy có thể thấy rằng hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson khiến cho bánh xe ở có một vị trí tương đối cố định so với hệ thống treo và thân xe. Nếu giả sử trong quá trình một ôm cua xe nghiêng thì lốp xe cũng sẽ bị nghiêng theo một phần nào đó. Chính vì vậy mà hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson sẽ không đảm bảo được rằng khi ôm cua thì lốp sẽ có độ bám tốt nhất. Độ bám của lốp xe sẽ không tốt bằng so với hệ thống treo độc lập kiểu xương đòn kép. Hầu hết các dòng xe thể thao, hay chính xác hơn là gần như 100% các dòng xe thể thao sẽ không sử dụng hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson. Nhược điểm thứ hai đó là cũng do thiết kế mà không tối ưu trong quá trình vận hành. Chính vì vậy mà hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson sẽ làm cho lốp xe bị mòn không đều trong quá trình vận hành. Khi mà lốp xe bị mòn không đều thì chúng ta có thể nhận thấy ở cái vị trí bề mặt lốp có thể có những chỗ là vẫn còn tốt, nhưng có những chỗ thì đã bị mòn nhiều hơn. Chính vì vậy mà trong quá trình sử dụng xe, chúng ta thường xuyên phải kiểm tra và đi cân chỉnh lại góc đặt bánh để đạt chỉ số tốt nhất. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng xe, chúng ta cũng thường xuyên định kỳ khoảng 20.000 km chúng ta đi đảo lốp một lần. Vậy thì câu chuyện tiếp theo rất quan trọng mà có thể nhiều quý vị quan tâm, đó là khi hệ thống treo kiểu MacPherson bị hư hỏng thì sẽ hư hỏng cái gì và chi phí bảo dưỡng sửa chữa ra sao. Hiện tại trên tay tôi đang cầm một cái càng A của hệ thống treo kiểu MacPherson. Đây, nhìn nó giống chữ A cho nên người ta gọi nó là càng A. Thì ở đây có ba cái khớp cử động. Ví dụ khớp này và khớp này là các khớp cao su, và chỗ này là một cái rô tuyên. Khi mà tất cả những cái cao su này hoặc là rô tuyên này mà nó bị dơ dão, nó bị lỏng ra, hoặc là cao su này nó bị vỡ thì chúng ta phải thay. Khi đó sẽ dẫn đến tình trạng hư hỏng. Mà những cái hư hỏng mà chúng ta có thể cảm nhận được trong quá trình lái xe, đó là khi mà đi xe mà qua những cái điểm mấp mô hoặc là qua những ổ gà thì có cái tiếng kêu lục cục ở dưới gầm. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải phân biệt là cái tiếng kêu lục cục đôi khi nó còn phát ra từ những bộ phận khác. Nhưng cái bộ phận này mà khi nó hỏng thì nó sẽ phát ra tiếng kêu lục cục. Chính vì vậy mà
khi mà xe phát ra tiếng kêu lục cục thì chúng ta phải mang xe đến gara uy tín để kiểm tra và xử lý chính xác, chứ chúng ta không nên võ đoán. Và khi mà cái hệ thống này, cái càng A này nó bị hư hỏng thì chúng ta phải thay cái càng A này. Và chi phí thay cái càng A này tương đối rẻ, nó chỉ khoảng vài triệu đồng tùy xe. Bởi vì hầu hết các dòng xe mà sử dụng hệ thống treo kiểm MacPherson đều là những cái dòng xe phổ thông chứ không phải là những dòng xe đắt tiền. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trao đổi một số thông tin về hệ thống treo độc lập kiểu MacPherson, một hệ thống treo độc lập đơn giản nhất trên một chiếc xe ô tô. Hy vọng rằng video vừa rồi sẽ giúp ích quý vị trong quá trình lựa chọn và sử dụng xe ô tô. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tiếp Car TV. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.